Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em nhé. Thì hôm nay tranh thủ mà chút buổi chiều em lên cho các bác cái dây loa bãi của Hitachi các bác nhé. Đây, đây loa bãi của Hitachi. Đấy. Dây rất to luôn các bác nhé, bằng ngón út em luôn này. Đấy, dây này thì là 30 lõi. Lõi đồng mạng bảo. Đấy. Thì sau đây em chuốt luôn cái lõi, bóc tách luôn cái lõi cho các bác kiểm luôn chất lượng. Đấy. Khách nhà em thì cũng có mấy bác đã nghe và trải nghiệm rồi, thì cái giải trung và cái giải trung âm và cái giải cao, giải chép rất là sáng. Đây bạn rất là chắc. Đấy, bên trong có lớp chống nhiễu, chống nhiễu mạng bạc. Đấy. Đầu tiên là cái lớp chống nhiễu bác nhá. Này em bóc tách cho các bác xem. Lớp chống bẩn. Lớp dày chống ẩm này. Này bên trong là 30 lõi. 30 lõi. Thì cái này nếu mà bác nào đấu DIY cũng được, mà đấu bình thường cũng được nhá. Thì bên em sẽ DIY cho các bác. Chỉ đều mỗi vế là 15 lõi. Đấy. Dây càng nhiều lõi thì các bác lên đánh các cái giải càng chi tiết. Đây, một lõi ở đây. Em lấy nét cho bác xem. Đấy. Tỷ lệ bạc của con này rất là cao nhé. Sợi rất là mềm. Dây rất là mềm các bác nhé. Dây mềm dùng rất là sướng luôn. Đấy mà em để cho các bác với giá cực kỳ rẻ thôi. 100.000 một mét. 100.000 một mét, tính ra là một bộ dây loa của các bác nó chỉ rơi vào tầm 500.000. Nếu mà các bác nào lấy bộ mỗi vế tầm 2,5 mét thì tầm 500.000 thôi, chưa bao gồm đầu jack các bác nhá. Này lõi nó rất là đẹp. Đấy. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Em có đúng một quận này thôi nhá. 30 lõi. Dây Hitachi 30 lõi các bác nhá. Đấy thì trong thời gian vừa nãy thì em cũng có làm sẵn một bộ để quay cho bác xem. Cái bộ này thì em làm full chim luôn. À full mắp chuối chứ. Đấy, chia đều hai vế ra mà dây ngoài đầu rắc có. Đấy, ngoài ra thì em cũng để sẵn mấy cái đầu rắc đây này. Sẵn một cái đầu rắc đây. Đấy, để các bác nào mà không biết mình sử dụng rắc gì thì em giới thiệu luôn. Đấy thì em để sẵn một cái cầu loa ở đây cho các bác dễ hình dung này. Đấy, các bác nào dùng gấp chuối giống em này, như cái đầu rắc cái dây em vừa làm ấy, thì các bác cắm trực tiếp đây luôn. Đây, như là cầm trực tiếp đây luôn. Nó sẽ hơi chặt một chút nhá, nhưng mà khi vào nó sẽ vào luôn và tiếp xúc rất là chắc chắn. Đấy, ngoài ra thì em cũng để sẵn đây. Nó gồm 4-5 loại cơ. Có khi là bắp chuối này, mỏ chim cứng này các bác này. Mỏ chim cứng các bác nào có lỗ giống em này, có lỗ giống cái cầu loa này có cái lỗ này. Đây, trên cầu loa nó có lỗ này. Đấy thì các bác nhét vào cũng được. Như cái cầu loa này, đây là cầu loa đa năng. Thì mình chơi kiểu gì cũng được, càng cua thì kẹp vào thôi xong. Đấy, mỏ chim mềm, mỏ chim cứng này. Mỏ chim mềm. Các bác nào mà dùng cái rắc kẹp ấy, ấn kẹp ấy, thì chơi cho em cái mỏ chim cứng nhé. Mỏ chim cứng là vừa đẹp luôn. Đấy thì em đã để cho các bác
với giá là 500.000, à nhầm, 100.000 một mét. Dây 30 lõi của Hitachi các bác nhá. Dây 30 lõi của Hitachi. Và các bác nào DIY thêm rắc thì thêm cho em hai. Full rắc là tính ra là 8 đầu tất cả là 250.000 nữa các bác nhá. 250.000 nữa. Đấy thì ngoài ra bên em có các bọc bảo hộ các bác cả sắt rắn này. Các bác nào thích mà bảo vệ cái dây loa của mình thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại của em là 032 8722 916. Đấy, số đấy cũng là số Zalo của em luôn nhá. Đấy, dây loa nhắn rất là nhiều. Đầu giáp carbon cũng có. Đầu giáp này là 80.000 một cái. Đấy. Bọc sắt rắn vào thì nó sẽ trông đẹp hơn, hình thức hơn. Chỉ thêm 150.000 thôi. Đấy, bọc hộ các bác thôi. Đấy. Rồi. Dạ vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Bác nào chưa đăng ký kênh thì xin cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.